Ngày 24 tháng 9, Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Ri Tae-song cho rằng đề nghị trên là vội vã, đồng thời khẳng định sẽ không có gì thay đổi nếu tình hình chính trị xung quanh Triều Tiên và chính sách của Mỹ vẫn giữ nguyên. Ông Ri Tae-song nêu rõ, không có bằng chứng nào cho thấy tuyên bố chẳng mấy giá trị về chấm dứt chiến tranh sẽ dẫn đến quyết định rút lui chính sách thù địch đối với Triều Tiên, khi tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên đang từng bước tiến gần đến tình trạng bất ổn. Trước đó, trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21 tháng 9, Tổng thống Moon Jae-in đã đề nghị hai miền Triều Tiên và Mỹ có thể cùng với Trung Quốc đưa ra tuyên bố chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Ông cho rằng bước đi này sẽ là điểm mấu chốt trong lộ trình kiến tạo trình tự hòa giải mới trên bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày 24 tháng 9, ông Moon Jae-in cho rằng Triều Tiên vẫn duy trì lệnh đình chỉ thử hoạt động và tên lửa tầm xa mà Bình Nhưỡng tự đưa ra và Triều Tiên dường như đang để ngỏ cơ hội đối thoại. Phát biểu tại một buổi họp báo hiếm hoi trên máy bay trong lộ trình trở về Seoul sau chuyến thăm kéo dài 5 ngày đến New York và Hawaii, Mỹ, Tổng thống Moon Jae-in nhận định Bình Nhưỡng dường như đang thực hiện nhiều sự cân nhắc khác nhau, kiềm chế thực hiện những hành động gây hấn nghiêm trọng vốn có thể khiến Mỹ từ bỏ đối thoại. Ông nhấn mạnh, tôi cho rằng bây giờ là lúc phải nhanh chóng tổ chức đối thoại một lần nữa với Triều Tiên, và Mỹ đã bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ nhằm thực hiện mục tiêu này.